Xin chào các bạn, là Thái Dũng Official đây các bạn. Thì hôm nay Dũng mời các bạn cùng đến tham quan một buổi khai trương tiệm mới sửa xe của anh em Idol Xứ Lê An Giang. Nhưng mà hiện tại là tiệm là đang nằm ở số 289 Hồng Bàng, phường 11, quận 5 nha các bạn. Để các bạn tham quan qua. Đây là tiệm. Thì tiệm chuyên sửa về xe mô tô và xe máy, gây các cái độ xe. Anh em dùng công nghệ của nước ngoài để mà làm những cái xe siêu xe. Cho nên là khi các bạn có nhu cầu hãy liên lạc với lại Xứ Lê nha các bạn. Facebook Xứ Lê. Đây có số hotline luôn. 0938 6804 68 289 Hồng Bàng, phường 11, quận 5 nha các bạn. Rồi các bạn, đây anh Tuấn trưởng nhóm Tiêu Phong đến, anh Tuấn Tony. Đến, anh Nhật đến. Xe rất là đông nha các bạn, đông vui lắm. Đây giới thiệu các bạn, đây là bạn Xứ Lê, chủ shop. Tham quan qua cái showroom của bạn Xứ. Còn là siêu xe không nha bạn. Chuyên lo về rửa xe, dọn xe, trang trí xe với mua bán phụ tùng xe. Anh em có thể ghé tham quan tiệm mình. Rồi, cảm ơn anh em. H2 bản độ nha các bạn. Full carbon luôn. Rất là nhiều đồ chơi trên xe luôn á. Còn bộ là đồ chơi không. Thì đầu xe nè. Đó, dàn chân nè. Heo Rambo, cuộc Olin, rồi chê thắng để đồ chơi carbon. Còn tiếp theo trên đây là phần tay lái thì có Rambo luôn nè. Olin trả lời. Cầm Domino, Yên Độ, Gác Chân Độ, đồ chơi, rồi Jumbo, quá trời đẹp. Đây gấp dài luôn nha bạn, gấp độ dài ra bánh. Super Biker, heo đồ chơi, đĩa độ, dây độ, dây thắng độ. Wow, có bình nốt luôn. Phục luôn nè các bạn, phục độ luôn. Nhiều đồ chơi quá. Rồi anh em mình đi tiếp. Đây là Ducati Multistrada 1002. Tất cả xe của Xứ đều độ hết nha các bạn. Rất là nhiều đồ độ trên đây luôn á. Nồi độ luôn nè. Này không phải là hồ cá mà nó là có loại có là thấy được là so. Có carbon nhiều lắm. Mình đi tiếp nha các bạn. Theo bạn Xứ để mà vào tham quan nó chưa làm đèn cái hết. Shop mới năm độ quá đã, quá đỉnh. Quá trời luôn. Sơn ơi, Sơn Sơn ơi, quá trời độ luôn. Đây là đồ hàng hiệu không các bạn, châu Âu không đẩy nó gì được. Nó chạy quá, nó chạy đó. Để nó sạc thì cho cái tượng. Ở Việt Nam mà đồ của Xứ Lê nhập về là kiếm có chế luôn mà. Còn đồ châu không? Còn hơi lấy cái keo hay mặt á, em dán mặt. Ờ, dán. À, cái phục mô tô GP nè. Tấn. Cái phục mô tô GP nè anh Tấn. Nghe không? Cái bình dầu xíu rồi không?
Ngoại cái này cái nó khác. Nó khác lại khác cái này. Đát vô cái chân này là nó phun luôn thấy không? Nó phun ra cái miếng này. Còn phần thường của mình là cái chân nó nhỏ hơn. Tay tay nhỏ hơn cái chân. Cống này nó bự. Cống nó bự không? Nhìn cái ống tủ mẹ luôn. Nó mới êm chứ. Nó chịu đi xuống. Nó nhúng liên tục, nó chịu nổi to. Còn cái xe tăng này bự à. Còn của tôi chỉ đi đó. Bét ngô hồi xưa đó. Để chơi bộ này giá dao động vào tầm khoảng nhiêu sớm? 20 mấy ngàn anh. Okay. Đẹp lắm bạn, bộ đẹp lắm nha. Bộ GB mới lấy về đó. Dễ được chơi. Yutaka. Dễ này dễ cũ không? 20 mấy triệu. Đẹp lắm. Cái lỗ rảnh nó thông gió mà nó không bít luôn rồi chứ không ai lỗ kia. Mà lý do sao nó bít hả? Nó bít. Nó tụ không? Không gấp rồi thôi để từ từ nha, đợi gì nói cho. Giống như lính ở nhà tôi thôi. Ủa sao anh mô tô giải nhiệt. Thùng xăng nó để trước không anh? Mày hỏi tao cái giải nhiệt. Xong kiếm. Giới thiệu tiếp đi sư. Giới thiệu tiếp đi. Đây. Mấy đồ chơi đó ba. Đa khái những cái mà dữ dữ á. Thì bố XC ông tiếng gì hơn, rồi mấy anh em cũng biết thôi. Dĩa gây gì kia hả? Dĩa gây đua MotoGP đó. Dạ. Rồi sòng bài casino mới đó kìa, mở đèn lên. Bộ mở cái đèn lên xứ rồi chưa có điện. Đó, chưa có điện, chưa kịp có điện. 4 giờ sáng rồi. Hả lên. Tất cả bộ nào lựa đi. Mà giờ tối rồi. Hồi xưa giá 1 ngàn gắn bộ này. Anh gắn cái lon mà anh đi chơi hỏi. Gắn cái lon đủ rồi á. Cái lon mà anh mới chịu mà nắm nhầm một cái này. Cái này là cái lon mà anh đeo cái lon sao. Cái lon mà anh mua được 20 triệu á. Giới thiệu đại lộ cái này có ba đồ ô đèn nha. Cái này kết nước đua 2 cái nước ở cô FPK anh. Cô ấp ngàn dưới là 1. Cái xe mà mình giải nhiệt càng tốt thì công suất nó càng cao. Gắn cái này vô tăng từ 8 đến 10 mã lực. Lúc mà lên vòng dyno. Bây giờ anh thấy tụi FPK nó chạy gắn cái này là gì? Lý do là gì? Là không xài một gió nha. Không, nó có cái bát luôn. Không, bát hả? Lâm xe, xe tôi không có. Xe lúc đầu mình mua là nó chỉ tưởng là SPK mà yêu cầu của nó mới làm. Sau này nó làm nè. Nó làm cái bát nữa không? Đó. Mình yêu cầu nó thì nó làm. Chứ thực chất nó không có làm. Làm thêm cái đó là khoảng 150 euro. Nó hàng mấy cái bát. Không, giờ mình hàng được gì. No. Nhôm của nó khác nhôm mình hàng. Cái nước giải nhiệt, cái nước đua H2O cái hiệu bầu không mình đúng chứ không phải muốn hàng gắn xe nào ở đây. Nó có ít ngày như cuối là 1. Đây là 1 rồi. Không phải cái chất nó chất gì á. Đưa mua hàng vô rồi nó cháy nó mất gì đủ luôn. Cái này nghĩ nhôm với nhôm nó khác nó không ăn. Nhôm cháy rồi. Cái này nó giải nhiệt nhanh nữa. Chứ xe là phải đem lại đây cho cái này gắn là ngang bô thoải mái luôn. Ngang bô là còn có bê xì cách nước tư luôn. Bê xì cách nước luôn. Bê xì cách nước luôn. Ngang bô là đồ chơi nhiều lắm nha bạn. Đây là hàng ô liền xíu xíu châu Âu luôn các bạn ơi. Không phải hàng Thái luôn nè. Đây không có gì mà nói mà chúng ta gắn được. Bây giờ muốn gắn thì mình gắn thôi. Vì em nó có cái bộ lò xo của ít ngàn á. Cái này như phụ trước đó hả? Đó, lấy cái đồ đồ kia ra đưa vô á. Tự nhiên cái này gắn vô chạy giống như FGG luôn. Nhiều chế độ tăng chỉnh. Này cái phụ. Không, chuyện nha. Cái ruột. Cái ruột chứ không thấy vỏ. Gắn vô xe đậu rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì cái này nó xài nó có cái nầu thì rồi đâu có cần điện gì nữa. Đá nó đua là nó tăng chỉnh theo cái trọng lượng thì nó xài cơ nó gặt. Để cho đồ ở bên cây nó xài nhiều.
Ba pha ăn hơi cắt cùng anh ba. Nó hơi tỏa nhé kìa. Rồi. Đi tham quan tiếp nha bạn. Anh em tham quan qua phòng đồ chơi. Mấy phụ đã gì đâu có mấy thằng răm lời á. Răm lời nó cuộc trên này. Cái ốc xe đau của mình đó. Em đang chuẩn bị về hai cái phụ vỏ carbon tuy mà xe nó nhất luôn. Dễ xe đạo không dùng rồi. Hả? Xe đạo không dùng rồi. Không, cứ âm lên. Không quen. Anh thấy cái dễ tải nó bằng carbon đúng không? Cái ở trong của nó là bằng carbon, ở ngoài nó bằng một cái chất liệu mà nó phủ giống như nó cái thiết bị đó em quên tên gì, nó nhẹ một phân nửa dễ tải thường mà nó xài bền gấp 10 lần. Nó mắc lắm. Mắc thì mắc, mình mua hàng hiệu rồi chơi với đồ Việt Nam chế sao so sánh được. Đồ Việt Nam đồ ý luôn á. Ý à. Đồ 2 triệu mấy mà mua rẻ. Mấy bán tiền thu bán được. Trời nó đi ai mua mua. Cặp đèn nó mắc á. Cặp đèn này hả? Đèn này có 6 triệu à. Cái này biết lắm rồi. Ờ, mình mấy đèn này nào. Dẫu thích là mình lấy tặng cho dọn cái. Đang thiếu đèn chiếu sáng. Đèn liêu tờ thì nó mới mắc hơn, mấy đèn kia nó rẻ. Bây em gắn đèn nhọn nó vô á. Đúng dòng chậu hả? Ông đi rồi, chạy vào trước rồi, chạy vào sau, ông cứ muốn phà. Phà cái gì ấy? Bây giờ anh em vô tham quan phòng Dino. Mở trọng tải chưa? Mở đây trọng không? Xe mẫu để map xe. Xe này mới để chạy chơi thôi chứ không map. Không map à? Chắc chạy được 160 không được đâu. Không được à? Chạy 160 giờ muốn chạy 200 luôn cũng được nữa, chỉnh ảo luôn. Các bạn anh em vô tham quan phòng Dino các bạn. Này phòng để coi cái đoạn của map xe thực tế được như là chính nha bạn. Còn map xe là khác nữa. Nó làm xe nó dữ dằn đâu. Đó đây. Nó mất một quan trọng. Cái này là em nãy là một là báo ra nhiều là cái này để ra ba lần đúng của xe đó. Xe siêu phẩm các bạn. MV Agusta F4 bản quân carbon. Đã không bạn? Xe rất là nhiều đồ chơi luôn á. Dàn chân là biết rồi. Đây mình đi coi tiếp nha bạn. Còn đây là CBR. Đây CBR full carbon. Đây các bạn. Bên xin lời, xe đẹp lắm. Dàn chân nè. Xe CBR full đồ chơi luôn. Rồi MV F3 F4, đây là MV F4. Bồ. Ok, chúng ta đi tham quan tiếp nha bạn. Đó, rất là nhiều rồi. Đồ nghề để clear, rửa xe, vệ sinh xe, bảo dưỡng xe. Các cái một xíu rồi hả? Hôm nay mấy anh em mình tại Full qua ủng hộ khai trương của tiệm Sư Lê. Giờ anh em mình sẽ đảo một vòng lại coi lại mấy cái đồ sản phẩm Sư Lê bán nha các bạn. Đây có mấy cái sản phẩm dung dịch mà bên Sư Lê bán luôn. Rất là nhiều loại. Đây là phục hồi liền dành cho trường đua. Một bộ phục như vậy là khoảng 20 mấy ngàn các bạn. Đã lắm, đồ xịn sò châu Âu á. Ốp carbon. Này, lại phục hồi liền tiếp này. Quá đã luôn các bạn. Nhiều lắm.
coi tiếp nha bạn. Đây là bô SC đủ loại xịn sò luôn. Đồ chơi xe chống đổ, ốp bảo vệ kia, thắng này rồi đĩa đồ chơi nữa nè. Đèn cái đồ chơi xịn sò luôn. Đây nè bạn, có nhiều linh kiện hỗ trợ cho xe lắm. Rồi đèn light nè, heo rambo thì heo rambo rất là nhiều loại để tương thích với lại các dòng xe. Rồi vô Austin Racing. Đi coi tiếp nha bạn. Lại là bô đồ xịn. Ở đây có cả bô full system bullet on nha bạn. Thì bạn nào cần nhu cầu gì thì liên lạc với lại bên cửa hàng, thì có anh em sẽ tư vấn cho hợp lý theo cái xe của mình. Gác chân đồ chơi rất là đã, kính chắn gió carbon, đèn đuôi rất là nhiều. Rồi có thêm mâm đổ nữa nè mày, mâm đồ chơi xịn sò. Đây là đồ xịn luôn. Đây các bạn xem nha, Martin Italy OZ. OZ Racing màu vàng đẹp lắm nha bạn. Đi qua coi tiếp. Đây đây là cổ bô và bô full system titan. Rồi trợ lực cổ lên phục nhiều lắm nha bạn. Có thùng cho dòng Adventure luôn nè bạn. Đây là cái ruột của cái phục lúc nãy Dũng có review, két nước. Ok thì chúng ta đi nha bạn, có gì mới Dũng sẽ review tiếp cho các bạn xem nha bạn. Khi các bạn đến đây bảo dưỡng xe, lên đồ chơi cho xe và mình lên đồ cho xe thì có cả phòng chờ, quán cà phê thoáng mát sạch sẽ để anh em ngồi chờ đợi. Anh em đang tham quan xe H2 độ, hầu như là xe độ full không, đồ chơi rất là xịn sò, còn đồ đắt tiền không. Xí Lê thì ai cũng biết rồi, là bạn xứ độ rất là dữ, chơi đồ full hết. Đẹp không bạn? Xe anh em nè đến rất là đông luôn. BBS Racing. Bên đây là phòng quát nè các bạn. Cái này quát xe, để hôm nào có dịp mấy anh em ủng hộ.
bô lực lắm, bô lực lắm, đưa tay cho bắp 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 bắp. Đã lắm các bạn. Các bạn thì anh em Typhoon ghé thăm và chúc mừng đại sứ Lê khai trương Hồng Phát. Rồi thì bây giờ anh em mình sẽ đi về chúc shop của sứ Lê nhiều hành đạt và Hồng Phát, đại Hồng Phát. Rồi các bạn hãy ủng hộ kênh Thể Dục Official để luôn xem được những video mới về những anh em mô tô trong thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Dũng rất cảm ơn các bạn đã like, subscribe và ủng hộ kênh Thể Dục Official. Chúc các bạn nhiều niềm vui và sức khỏe. Hẹn gặp lại. Các bạn ở video sau nha các bạn.